Sau khi tôi đã thấy anh ấy mang dép vào phim trường thì tôi đã cảm nhận một phần về chiều cao của cô ấy. Anh ấy? À anh ấy. Nhưng mà sau khi anh ấy mang một đôi bút vô tôi thì tôi thấy anh ấy cao đột ngột. Tôi khẳng định là anh ấy có Nguyễn Thị Độ. Nhưng anh ấy vẫn cương quyết nói là anh ấy không có độ. Và nếu như mở ra mà có độ, Minh Xu sẽ phải thua 15 ly trà sữa trong vòng này. Còn nếu mà không có độ thì anh Cương sẽ thua 15 ly trà sữa. Bởi vì tôi kiểm tra đúng chưa? Bây giờ kiểm tra chưa? Rồi, đúng rồi. Trong đường dài có cái gì ở trong. Và chúng ta sẽ... Kính thưa tất cả quý vị, mọi người có thể nhìn thấy đây, mọi thứ là thiệt, đúng chưa? Đúng, đúng. Dài là thiệt, đúng chưa? Đúng. Đây, mọi người, đây bây giờ sao nè? Bây giờ mọi người hãy nhìn thật là kỹ. Có gì không? Không. Không. Đây, độn đâu? Nhưng mà phải nhìn vô trong. Nhìn vô trong. Chỉ vô trong. Nó nhét vô trong á. Nhét vô trong á. Hãy nhìn thật là kỹ. Không có độn gì cả. Ê, không có độn. Không có độn gì cả. Chị Hương có độ làm sao chị Hương? Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin là anh Minh Xù không có độ. Mà anh Minh Xù chỉ lót nhẹ. Tại vì nó dài á, nó rộng. Cho nên lót nhẹ có 2 phân gữ à. Cái này 1 phân. Còn cái đâu dài là cái gót tự động cao rồi. Cho nên 15 ly trà sữa. Dạ xin chân thành cảm ơn anh Minh Xù. À, Nguyễn Thị Độn đã bị bóng lộ ra rồi. Nói đi. Nó đã nhìn thấy đâu dài vậy mà nó không có độn. Không có. Khẳng định là không có. Có đi, mọi người này nhìn đi. Đâu anh Xù anh lấy cái cục độn này nè. Anh nhét lên trên đây nè. Đây mọi người, đây bây giờ sao nè. Bây giờ mọi người hãy nhìn thật là kỹ. Đây mọi người, đây bây giờ sao nè. Bây giờ mọi người hãy nhìn thật là kỹ. Anh nói luôn mới biết anh nhìn vô cái độn. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa sao Hương nhìn thật là độn vậy hả? Sao chị mới hổ độn không? Thôi đi, đừng có mạnh mặt tôi nữa, 15 ly trà sữa mà. Nào Hương. Chị Hương thích uống rồi nào. Sao em biết đã có tội ác ở trong em rồi, còn cá là gì vậy? Không, em nghĩ là em có thể giấu được không? Nó nhét lên trên mũi đó. Cái đoạn này nó dài kỳ lắm. Người ta đã chấp nhận, người ta mới nhảy độn. Nhưng mà em chỉ độn có 1 phân đúng chưa? 1 phân thôi, không có cao như là xếp hành độ 10 phân. Em mất 15 ly trà sữa rồi mọi người ơi. Cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.